Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cành, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành đó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: Nước trời giống như nấm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào 3 đấu bột, cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Hạt cải tình thương. Hai dụ ngôn hạt cải và nấm men trong tin mừng hôm nay nhấn mạnh đến sự phát triển của nước trời. Người Kitô hữu như là những hạt cải và nấm men được Thiên Chúa gieo vào trần gian để làm cho nước Chúa phát triển. Hôm nay, Thiên Chúa cũng đang cần đến chúng ta như cần đến một hạt cải nhỏ bé. Một hạt cải của sự khiêm nhường, của lòng quảng đại, hăng say và nhiệt tình, để Chúa có thể đến với mọi người, mọi nơi. Chúa cũng đang cần đến chúng ta như cần đến một nấm men thấm sâu vào môi trường ta đang sống. Nấm men của lòng bác ái, bao dung, công bằng, của tinh thần trách nhiệm để làm dậy lên một cuộc sống mới khi mọi người biết yêu thương nhau. Nhờ đó, nước trời lan rộng khắp nơi.